em người yêu thì kêu to quá thì phải làm gì hả em Quỳnh? Nếu như mà anh giàu vật chất thì anh nhét cục tiền vào miệng cho em nhá. Còn nếu như mà anh nào mà giàu tình cảm ý thì nhét cả cái cần gặt số vào mồm cho em. Nói đến đây thì chắc ông nào cũng nhận mình là giàu tình cảm đúng không? Các anh lại bảo em nói sai đi. Thì nên rên. Thế đàn ông thì nên nói gì khi trả bài cho hợp lý hả em Quỳnh? Khi trả bài, phụ nữ rên để cho thằng em nó hăng tiết. Còn đàn ông thì phải khen để cho cô bé nó nở hoa. Anh cứ khen những lời có cánh cho em. Em đảm bảo nhá, người yêu của anh nó cứ gọi là tràn trề lênh láng. Còn để mà khen như thế nào cho lênh láng thì anh ý phải xem video của em Quỳnh nhiều vào thì mới có kinh nghiệm anh nhá. Quỳnh ơi, phụ nữ thì người ta cần thời gian bao nhiêu lâu để có thể nên nóc hả em? 5 đến 10 phút để kích thích hoàn toàn anh nhá. Còn từ 7 cho đến 15 phút là để dập liên hồi và lấy tốc độ đó để có thể lên Phan Xi Păng. Trung bình một cuộc yêu thì ít nhất anh phải được từ 15 đến 30 phút thì mới có thể đưa phụ nữ lên được lóc ít nhất là một lần anh nhá. Còn anh nào đang xem video của em Quỳnh mà thời gian ngắn quá ấy, thì nhắn tin ngay cho em sẽ giúp anh có thể cải thiện thời gian ngay từ lần đầu tiên thôi, đã lên trên 20 phút rồi anh nhá. Mới uống bổ hoàn dương của em Quỳnh 3 ngày thôi đã thấy to hơn hẳn lắm rồi. Úi dồi ôi, gì mà khiếp thế hả anh? Làm gì mà mới có 3 ngày đã cảm nhận rõ rệt như thế được? Chẳng qua là anh đang thấy cái sức khỏe sinh lý của mình nó lên này. Cái độ lưu thông máu từ cần gạt số xuống dưới, từ tim xuống dưới cần gạt số của anh nó tốt hơn. Nên anh cảm nhận là mình đang phổng phao hơn thôi. Còn thông thường anh em nên sử dụng từ 1 đến 3 liệu trình bổ hoàn dương. Nó từ 4 tuần trở lên thì nó sẽ cải thiện hoàn toàn cho anh em. Và anh em sẽ thấy là cái sức khỏe sinh lý của mình khỏe như cái lúc mà mình còn thanh niên anh em nhá. Còn nếu như mà cần hỗ trợ thì cứ nhắn tin cho em thôi là ok. Chị Quỳnh ơi, em phát hiện ra là trước lúc làm chuyện đó người yêu em toàn vào nhà vệ sinh để bôi kem đánh răng là sao hả chị? Đây là cái hậu quả mà xem top hơi nhiều đấy nha em nhá. Chắc là học lỏm được một vài chuyên gia đó là bảo là bôi kem đánh răng vào thì có thể là làm cho thằng em là giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian thêm một chút nữa, 2-3 phút nữa thôi. Nhưng thực ra trong kem đánh răng nó có flo và bạc hà. Em sử dụng lâu ngày và lạm dụng thì nó sẽ làm cho thằng em đôi khi là bị viêm nhiễm hoặc là có thể dẫn đến vô sinh. Nên nếu như mà em đang muốn tăng thời gian nhá, em bảo người yêu em muốn tăng thời gian thì dùng ngay cái cao a quang, cao xín xú của nhà chị. Nó là sản phẩm chuyên dụng dành cho thằng nhỏ, làm giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian. Lên trên 20 phút là chuyện bình thường mà khi mình không dùng nữa, mình tập luyện được cái thói quen đó là lâu ra rồi thì mình không cần dùng đến nó, mình vẫn sẽ duy trì thời gian điều độ và lâu dài. Nên là nó sẽ khỏi hoàn toàn cái tình trạng ra sớm và chớ sớm của người yêu em. Bảo người yêu em nhắn tin ngay và luôn cho chị em nhá. Tại sao đàn ông lại thích bật đèn khi trả bài hả em Quỳnh? Phụ nữ, nguyên lý của phụ nữ là hình tròn, còn nguyên lý của đàn ông đó là một hình đường thẳng. Nên ấy, chỉ có một lý do duy nhất mà anh ấy muốn bật đèn thôi, đó là anh ấy nhìn quân địch cho thật rõ. Dù là một tay săn lão luyện thì ít nhất vẫn có một lần đâm trượt anh em nhá. Nên cái việc mà đàn ông ở trong một cái phòng kín mà người ta đòi phải bật đèn ấy, mà nếu như mà chị em không có đèn ngủ thì chị em hãy sắm ngay cho anh ấy một cái đèn pin chị em nhá. Quỳnh ơi, vì sao phụ nữ ngoại tình thì thường bỏ chồng tỷ lệ cao hơn đàn ông? Anh có biết không? Người đàn ông khi mà người ta lên trên giường với một người phụ nữ chỉ là người ta giải quyết cái nhu cầu sinh lý bình thường của một người đàn ông thôi. Nếu như một cô gái xinh đẹp đi qua một chàng trai, nếu như anh ta có điều kiện và đúng hoàn cảnh thì anh ta sẵn sàng lên giường với cô gái đó. Và sau khi giải quyết xong rồi thì người ta cũng chẳng có cái lý do gì để ở lại bên cạnh cô gái đó cả. Còn đối với một người phụ nữ nha, là khi người ta đã xác định đi ra ngoài tìm một đối tượng ấy, là trong gia đình người ta đã có vấn đề hoặc người ta không được giải quyết đủ cái nhu cầu sinh lý, nên là người ta mới đi ra ngoài tìm đối tượng. Và khi đã có đối tượng thì tình cảm nó sẽ lâu dần lên. Và phụ nữ thì thông thường là khi mà đã đi ra ngoài thì cái tình cảm nó lớn dần lên. Và sau đó thì người ta sẽ từ bỏ gia đình và đến với người thứ hai. Đó là cái lý do mà tại sao người phụ nữ lại tỷ lệ bỏ chồng sau khi mà ngoại tình bỏ chồng cao hơn là người đàn ông anh nhá.